Dũng. Ba để con lượm cho. Con về nhà rồi. Dạ thưa ba, con mới về. Con xin lỗi ba. Ba bệnh bao nhiêu lâu nay mà bây giờ con mới về thăm ba. Con đúng là đứa con bất hiếu. Ba, ba uống thuốc đi. Thuốc trong hộp gần hết rồi. Ở nhà còn thuốc không? Ba có cần đi mua thêm cho ba không? Khỏi cần đi con. Bây giờ con về rồi, ba mừng lắm. Nhưng mà con có thực hiện đúng là hứa của con. Dạ thưa ba, con chỉ về đây thăm ba rồi con sẽ đi. Con không về lại ba. Vì hồi nãy con còn đã nhận mình là đứa con bất hiếu, nhưng vẫn cố chấp. Ba không con già này ra gì hết. Ba đừng có tức giận. Con xin lỗi ba. Con biết con làm vậy là bất hiếu. Con cũng nói thiệt cho ba biết luôn là con đang theo học chương trình thạc sĩ. Cái này con không có đặt điều ra đâu. Con nói thật á, con không có diễn cớ gì hết. Con xin ba cho con sống với ước mơ của con. Cuộc đời của con đã chọn rồi. Con không hối hận đâu. Ba ơi, con không để ba buồn nữa đâu. Nhưng mà ba đừng bắt con đi về nhà luôn nha ba. Con hứa với ba, con vừa học vừa làm, rồi con về công ty con làm việc nữa. Con nghĩ là con có thể làm được như lời con nói. Dạ được. Nếu ba đừng bắt con về nhà luôn á thì con không còn gánh nặng gì nữa. Con sẽ tập trung cho công việc, việc học nữa. Con làm được mà ba. Được rồi. Con bây giờ không còn là một cậu con trai mới lớn nữa. Ba tôn trọng con. Vậy là ba tin con. Con cảm ơn ba. Bây giờ cho ba hỏi. Sao? Thời gian con sống ở bên ngoài như thế nào? Nói cho ba nghe. Dạ cuộc sống của con á cũng tốt đó ba. Cũng bình thường. Con đi học, con đi làm thêm. Nói chung là con tự lo cho bản thân mình được. Con trai của ba đừng có nói xạo. Dung đã kể cho ba nghe hết rồi. Dạ. Con gặp nhiều khó khăn lắm đúng không? Đây. Con cầm cái thẻ này đi. Dạ không đâu ba. Con tự kiếm tiền, con lo cho bản thân con được mà. Con cầm ba. Đi. Cầm đi cho ba vui. Những lúc cần con xài nghe con. Để cho ba yên tâm mà. Dạ con cảm ơn ba. Ba đã hiểu cho con. Con của ba mà. Ba không hiểu thì ai hiểu. Trời ơi ngon quá là ngon luôn. Chuẩn bị hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần bới ra thôi. Vũ về là Vũ ăn thôi chứ không có chờ đợi cái gì hết á. Hạnh Hạnh. Chuyện gì vậy? Đâu biết đâu. Tự nhiên đợi đãi em với anh ăn cơm. Còn đích thân xuống bếp nữa. Hả? Đích thân xuống bếp? Ừ. Lạ nghe. Ủa Vũ? Mới về hả? Chào. Qua đây ăn cơm với mình. Hai bạn qua đây ăn cơm với mình nè. Qua đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi, mình nấu ngon lắm nha. Ngồi xuống đi, cơm ngon lắm. Ăn đi. Cái mặt sao vậy? Thì nãy leo lên cái tủ lấy đồ đụng trúng thôi chứ không có gì. Ăn đi. Hạnh à, có khi nào bữa ăn tối nay là bữa ăn cuối cùng, sáng mai á anh với Hạnh bị đuổi ra khỏi khu nhà trọ này không? Bậy rồi, không phải đâu. Đừng có nghĩ chiến vậy nha. Hồi nãy tự nhiên chiến về chiến sám hối, chiến thấy chiến sai quá. Nhất là Vũ đây nè. Đó, mẹ của chiến chửi chiến quá trời luôn, nói người ta mướn trọ, người ta đóng tiền đàng hoàng mà mày như vậy là không có được. Thà lỗi nha. Bỏ qua nha Vũ nha. Thì vậy thì tốt quá. Cảm ơn. Nhưng mà thôi, đừng suy nghĩ đấy. Ăn đi, ăn cho tôi vui nha. Ăn đi. Những gì chị dặn nhớ chưa? Dạ, dạ rồi. Nhớ rồi chị. Dạ chào anh Vũ. Dạ chào anh Vũ. Hả? Dạ chào mừng anh đã trở về với công ty. Hả? Bàn làm việc của anh cũng đã sẵn sàng luôn rồi ạ. Dung. Anh Vũ, mọi người về làm việc đi. Từ nay anh Vũ trở về công ty là để chấn chỉnh mọi việc, cho nên tôi cần mọi người phải hỗ trợ hết mình. Dạ. Đi làm việc đi. Dung nè, em làm gì kỳ vậy? Anh nói á, anh về đây làm tượng trưng thôi. Em kinh động mọi người làm chi? Anh Vũ, tất cả mọi người trong công ty ai cũng biết anh là con của ông chủ hết, cho nên người ta thái độ với anh thôi, chứ có phải em ra lệnh gì đâu. Nè.
vô cho đi. Bây giờ em nói đi, kênh về gấp á, ký cái gì? Thật ra thì chỉ có vài cái hợp đồng con thôi, nhưng mà bắt buộc phải là chữ ký của anh. Với lại họp hành á thì anh chỉ cần có mặt, không cần phải lên ý kiến gì cả. Tất cả mọi chuyện em đã lo hết rồi. Ký thôi đúng không? Vô ký đi, nói nhiều quá. Có chuyện gì sao nãy ở công ty em không nói luôn đi? Buổi chiều em đâu có làm, cho nên bây giờ em phải tranh thủ bàn với anh luôn chứ. Nói đi, chuyện gì vậy? Em đang thắc mắc là tại sao anh lại nói dối em là chủ nợ của anh. Đừng có hỏi nhiều. Nhưng mà dù sao cảm ơn em đã che giấu thân phận giùm anh. Em hỏi thiệt nha, cô ta có phải là người tốt không giờ? Tốt chứ, em rất là mở miệng ra cũng nghĩ xấu cho người khác. Mà em hỏi anh chi vậy? Thì em lo cho anh thôi. Anh nghĩ đi, cô ta dân chợ búa như vậy đó, chắc chắn là rất là phức tạp. Còn anh á, thân phận cao quý, cô ta thì thấp hèn, chắc chắn là cô ta sẽ lợi dụng anh thôi. Nè, em nói chuyện đàng hoàng nha. Hạnh không hề biết thân phận của anh thì làm sao mà lừa gạt anh hay lợi dụng anh cái gì. Em nữa, kể từ đây về sau đừng có lộ diện trước mặt Hạnh nữa. Hạnh nghi ngờ rồi đó. Cho anh xuống đây đi, không cần đưa về nữa đâu. Không, chở vô tận nơi luôn nha anh. Cái gì vậy? Là nói là đừng có lộ diện trước mặt Hạnh. Mới nói xong rồi. Thì bây giờ chở vô tận nơi luôn, mất công anh đi bộ mỏi chân. Nè, cô mà làm lộ diện ở thân phận của tôi á, tôi hủy giao kèo với cô đó. Dừng xe. Cũng may là anh chưa làm gì à. Nếu làm gì thấy mặc đồ về không biết giải thích sao nữa. Hạnh, sao Hạnh trong phòng tôi vậy? Thì tôi mượn chìa khóa của ông Chiến á. Thấy phòng anh dơ quá cho nên tôi qua dọn. Vậy hả? Nè, không có giận tôi chứ? Không có giận, tôi vui mà. Wow. Cái gì? Hey, hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy? Tôi đi xin việc làm. Được việc gì không? Công việc văn phòng hả? Được việc. Nhưng mà không phải công việc văn phòng. Tôi đi giao bún thịt nướng. Không phải đâu. Tại vì cái công ty đó người ta đủ người rồi, nên người ta không cần thêm. Mà cái chú bún thịt nướng thiếu người, nên cho tôi đi giao bún. Sao đi xin việc cuối cùng lại xin ngay công việc cũ vậy? Tôi nhớ là anh học giỏi lắm mà. Sao không tìm việc gì đó phù hợp với năng lực của anh hơn? Thời buổi kinh tế thị trường mà ai cũng khó khăn hết. Có công việc làm được rồi, không sao hết. Hạnh đừng có lo cho tôi. Tôi với anh á cùng có hoàn cảnh khó khăn giống nhau. Thấy anh phát triển tôi cũng vui chứ bộ. Đúng. Hả? Nè, ông tính khai chiến nữa hả? Đâu có. Từ ngày hôm qua là hết khai chiến rồi. Hôm nay chỉ có trái cây thôi. Cầm giùm Vũ đi. Vũ nè, để Chiến giới thiệu việc làm cho Vũ nha. Thôi cảm ơn. Được rồi. Tôi tự lo được ha. Nè, sao tự nhiên hai hôm nay bỗng dưng tốt đột xuất vậy? Ê, cam mùi vậy phải không? Mày bậy rồi. Chỉ là do Chiến có lòng tốt. Mà cái lòng tốt của Chiến á, Vũ không nhận cũng được. Nhưng mà Vũ nhớ ghi nhận nha Vũ. Chứ không thôi là kẹt cho Chiến lắm á. Thôi. Vũ ăn trái cây đi. Em ăn trái cây đi. Anh đi nha. Chiến đi nha Vũ. Thấy bộ gì nghi nghi lắm nè. Chắc là có âm mưu gì đó. Ôi trời, anh Tài. Đừng đánh anh nữa anh Tài. Sao? Dạ. Còn dám bếp xếp chuyện với cậu chủ tao nữa không? Dạ không. Em hứa với anh rồi, em không có dám nói gì hết anh Tài. Em không dám đứng đánh em nữa. Dạ thì đi. Dạ dạ. Sao anh có mặt ở đây vậy? Dạ cậu chủ. Nghĩa. Đừng có gọi tôi là cậu chủ. Dạ không sao đâu anh ơi, em biết hết rồi. Không sao đâu. Thôi. Tôi đã giấu thân phận của mình rồi. Anh muốn tiết lộ nó hả?
Anh Vũ ơi, em hứa, em thề luôn, em không dám tiết lộ thân phận của anh là chùm giang hồ, em thề luôn á. À? Em không dám nói đâu. Dạ, được, được. Chùm giang hồ hả? Được rồi. Mày về đi. Tao có chuyện muốn nói với đàn em của tao. Dạ. Đi đi. Em thưa anh, em về. Nè. Dạ. Cấm bếp xếp một lời nào nghe mày. Dạ, em biết. Đi. Dạ. Tôi lạy anh anh Tài. Ủa, sao rồi cậu chủ? Tôi nghi lắm mà. Chứ không phải khi không hả, mà nó thay đổi 360 độ thái độ đối với tôi. Anh làm gì vậy? Nói tôi nghe coi. Dạ, chuyện là gì? Trời, cái gì vậy? Tự nhiên không quýnh, không biết lý do rồi trời. Lý do là mày ăn trộm. Đâu có, em đâu có ăn trộm đâu, em là chủ nhà trọ này mà. Mày xạo mà hả? Trời. Chủ nhà trọ mà ăn trộm hả? Đâu có đâu, em vô đây em phá thôi chứ em đâu ăn trộm đâu. Phá tụi mày quýnh mày. Ai hả? Biết phòng trọ này của ai không? Của ai à? Cậu chủ tao. Mày phá hả? Cậu chủ anh là ai? Cậu chủ tao là Vũ Giao Cơm, là cậu chủ tao đó. À, dạ, thì em chỉ đánh nó vài cái rồi bắt nó đối đãi với anh như là một ông lớn mà thôi. Ai khiến anh làm? Thì ông chủ. Hả? Ông chủ kêu em đi theo dõi bảo vệ cậu chủ. Mắc gì bảo vệ tôi? Thì cậu chủ đừng có làm cái chuyện gì để em phải ra tay. Nè, ý anh nói là tôi gây rối hả? Người gây rối là anh đó. Tôi cảnh cáo anh nha, nếu thân phận của tôi mà bị lọt vô tay một trong số những người trong khu nhà trọ tôi đang ở, chết cho tôi. Cậu chủ yên tâm đi, có cho tiền á, thằng Chiến cũng không dám bếp xếp nửa lời đâu. Không được, gặp hạnh là phải vui. Vậy được không ta? Anh Vũ, em xong rồi, đi thôi. Hạnh. Gì vậy? Đâu có gì đâu, tại vì gặp Hạnh là phải vui. Tự nhiên đứng đây nhí nhảnh. Hả? Bộ lần đầu được đi coi phim hả? Không phải, tại lần đầu được hẹn hò đi coi phim với Hạnh nên anh cười cho bớt căng thôi. Thôi đi. Đi. Anh xin lỗi nha, anh có điện thoại cái. Cái gì vậy Dung? Anh Vũ hả? Anh có mấy cái hợp đồng cần ký gấp, anh về công ty liền đi. Để lúc khác được không? Thôi không có được đâu, hợp đồng này quan trọng lắm. Với lại em quên đưa cho anh, cho nên bây giờ anh về liền giùm em được không? Được rồi, anh về liền. Hợp đồng hoài à. Giờ làm sao đây? Hạnh mà đi theo á thì làm sao về công ty được? À, phải rồi, giao búng. Có chuyện gì hả? Không có gì hết. Sao em nghe anh nói chuyện có cái hợp đồng gì hết trơn? Cái hợp đồng mới là của ông chủ, chỗ anh mới tới làm á. Ông kêu là phải đi giao bún liền cho người ta. Hạnh, hay là em ở nhà chờ anh nha. Anh chạy ô đi giao bún về cái anh đón em đi coi phim nha. Thôi, chi hai lần cho mất công vậy. Mình đi luôn, khỏi quần đi quần về. Được mà, đi luôn hả? Đi luôn hả? Hạnh đứng đây chờ anh nha. Đừng đi lung tung á, anh vô giao bún xong rồi mình được coi phim. Dạ, em chào giám đốc. Không cần nghiêm trọng vậy đâu. Cô thư ký đâu? Dạ, cô thư ký trong. Ngồi xuống đi. Ủa, sao anh ăn bận gì kỳ vậy anh? Tôi bận sao kệ tôi, nhiều chuyện quá. Thư ký đâu? Dạ, chị đang chờ anh ở trên phòng á, hồ sơ đang để sẵn trên bàn chuẩn bị anh. Không có nói nhiều nữa. Giao bún thôi mà, cần gì ký, ngày nào tôi cũng giao.
Thôi được rồi, khỏi khỏi giấy tờ gì hết. Giao bún trên lầu đúng không? Giao bún đi vô đi. Chờ anh nha, vô giao bún kiếm thêm tiền mua bắp rang ăn. Xong rồi, mình đi thôi. Tới đây giao bún mà, sao giờ lại mang ra? Anh giao một hộp rồi. Vậy là phải đi giao chỗ khác nữa hả? Sao kịp giờ coi phim? Không có, anh quên. Giao hộp cho ông sếp. Hôm nay ông đãi nhân viên, ông nói là xuống đây phân phát cho mọi người ăn. Anh đưa cho mọi người, cái mình đi coi phim ha. Dạ anh nghe. Sếp đãi. Ăn đi, ngon miệng. Mọi người nè, bún thịt trưởng á. Sếp đã ăn chưa? Ăn ngon miệng nha. Hôm nay sếp đã tụi em ăn hả? Cảm ơn sếp nhiều nha. Sếp cái gì? Thôi được rồi. Sếp của mấy người đã ăn chưa đó? Dạ. Ăn ngon miệng. Ăn ngon miệng nha. Xong rồi. Anh hả? Sao em nghe cô đó gọi là sếp vậy? Đâu có sếp gì đâu. Cô đó còn cảm ơn sếp khổ. Tại vì bao trưa nè. Thôi đi, trễ giờ coi phim rồi. Lên xe. Đi. Ngồi chắc nha. Hắn là bà, cháu nội của bà. Đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, bà nghe chưa? Sao cứ tới đây làm phiền anh Vũ hoài vậy hả? Bởi vì nó chính là vợ tương lai của thằng Vũ. Bà nói gì kỳ vậy ba?